top 4 con giáp gặp vận phát tài tiền về như nước trong tháng 9 âm lịch năm 2024. Con giáp đầu tiên trong số 4 con giáp có vận trình may mắn nhất tháng 9 âm lịch này phải kể đến đó là con giáp tuổi Dần. Những người tuổi Dần nổi bật với phẩm chất kiên cường và quyết đoán, thường xuyên là nguồn động lực mạnh mẽ trong mọi hoạt động mà họ tham gia. Năng lượng tràn đầy cùng với sự tự tin giúp họ dễ dàng thu hút vận may và vượt qua thử thách. Trong tháng 9 này, sự mạnh mẽ vốn có của bạn sẽ được nhân đôi, mở ra những cơ hội mới và mang đến sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Bạn sẽ thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh từ các quý nhân, họ sẽ là những người đứng sau hỗ trợ, mở rộng con đường thành công của bạn một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Về phương diện công việc, tháng 9 đánh dấu một bước tiến lớn trong hành trình phát triển sự nghiệp của bạn. Sự hỗ trợ từ quý nhân không chỉ giúp bạn tránh được những cản trở không đáng có mà còn tạo điều kiện thuận lợi để bạn thể hiện hết khả năng của mình. Các dự án quan trọng có thể được thông qua và những kế hoạch dài hạn mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay có thể bắt đầu gặt hái thành quả. Đừng ngần ngại tận dụng thời điểm này để xây dựng các mối quan hệ mới và khẳng định vị thế của bạn trong môi trường làm việc. Về mặt tài chính, tháng này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội đáng giá cho người tuổi Dần. Sự may mắn trong các quyết định đầu tư và việc quản lý tiền bạc sẽ giúp bạn thu về những khoản thu nhập khả quan. Bên cạnh những nguồn thu từ các hoạt động đầu tư thông minh, bạn cũng có thể nhận được các khoản thưởng hoặc hoa hồng từ công việc của mình. Những quyết định tài chính thông minh và sự nỗ lực không ngừng sẽ giúp bạn tạo ra một nguồn tài chính ổn định và bền vững. Ngoài ra, trong tháng 9, tuổi Dần còn có khả năng mở rộng mối quan hệ xã hội và kết nối với những người có ảnh hưởng. Những cuộc gặp gỡ và giao tiếp này sẽ không chỉ mang lại lợi ích về mặt nghề nghiệp mà còn góp phần làm phong phú thêm cuộc sống cá nhân của bạn. Hãy tận dụng thời gian này để xây dựng và củng cố các mối quan hệ quan trọng, đồng thời đón nhận mọi cơ hội mà số phận mang lại. Với tất cả những yếu tố thuận lợi trên, tháng 9 chắc chắn là một khoảng thời gian đáng giá đối với người tuổi Dần. Hãy giữ vững tinh thần, không ngừng nỗ lực và mở lòng đón nhận mọi điều tốt đẹp đang đến với bạn. Thành công và thịnh vượng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bước vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Dần sẽ cảm nhận được sự chuyển mình tích cực trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Những ảnh hưởng tốt từ các yếu tố tử vi sẽ mang lại cho bạn cơ hội để phát triển và thăng tiến, đồng thời giúp bạn đối phó hiệu quả với các thử thách. Trong tháng này, sự hiện diện của tam hợp cục sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi cho công việc của bạn. Bạn sẽ nhận thấy sự tăng cường trong sự tự tin và sức mạnh nội tâm. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và trở ngại trước đây một cách dễ dàng hơn. Tinh thần lạc quan và sự quyết tâm mạnh mẽ của bạn sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Dù bạn đang đối mặt với những thử thách trong công việc hay trong cuộc sống cá nhân, bạn đều có thể xử lý chúng một cách chủ động và tích cực. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn sẽ dẫn đến những kết quả thành công đáng kể, mở ra con đường thăng tiến mới trong sự nghiệp. Về phương diện tài chính, tháng 9 hứa hẹn sẽ mang đến sự ổn định cho bạn. Các nguồn thu nhập chính vẫn duy trì được sự ổn định, đồng thời có thể xuất hiện những cơ hội đầu tư mới có giá trị. Bạn nên tận dụng thời điểm này để khám phá các cơ hội tài chính tiềm năng và cải thiện kỹ năng quản lý tài chính của mình. Sự thăng tiến trong công việc và khả năng nâng cao thu nhập cũng có thể xảy ra, đặc biệt nếu bạn không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng các quyết định đầu tư và tiếp cận với những nguồn tài chính mới để tăng cường sự ổn định tài chính của bạn. Tháng này, tình cảm của người tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều tin vui. Mối quan hệ tình cảm của bạn sẽ trở nên gắn bó hơn, với nhiều cơ hội để phát triển và thăng hoa. Các cặp đôi đang tìm hiểu có thể cảm nhận sự khăng khít và hiểu nhau hơn, và thậm chí có thể tiến tới những bước quan trọng như đính hôn hoặc kết hôn. Đối với những người độc thân, tháng 9 có thể mang đến những cơ hội mới để gặp gỡ và kết nối với người khác. Các hoạt động xã hội và sự mở rộng mối quan hệ sẽ giúp bạn tạo dựng những kết nối ý nghĩa và có thể tìm thấy người bạn đời phù hợp. Về sức khỏe, nếu bạn duy trì được trạng thái tinh thần tích cực và ổn định, bạn sẽ không gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, công việc bận rộn có thể làm giảm thời gian nghỉ ngơi của bạn, dẫn đến căng thẳng hoặc mệt mỏi. Để đảm bảo sức khỏe tốt, bạn nên cân bằng giữa công việc và thời gian thư giãn. Tập thể dục đều đặn và duy trì thói quen nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn giữ gìn sức khỏe và giảm căng thẳng hiệu quả. Về tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, với tinh thần tốt và năng lượng tích cực, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong công việc. Về tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, bạn có khả năng giải quyết hiệu quả những thách thức trước đây nhờ vào sự tự tin và nghị lực mạnh mẽ. Về tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, tháng này, hãy tìm kiếm cơ hội đầu tư mới để gia tăng thu nhập và cải thiện tình hình tài chính của bạn.
Về tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, tình cảm của bạn sẽ trải qua nhiều điều tốt đẹp, với các mối quan hệ ngày càng gắn bó và cơ hội mới trong tình yêu. Về tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, để bảo vệ sức khỏe, bạn nên cân nhắc tập thể dục và duy trì thói quen nghỉ ngơi để giảm căng thẳng và duy trì năng lượng. Con giáp thứ hai, trong số 4 con giáp có vận trình may mắn nhất tháng 9 âm lịch này, được nhắc đến đó là con giáp tuổi Mão. Người tuổi Mão, nổi bật với bản tính nhạy bén và trí tuệ sắc sảo, thường nổi bật trong các lĩnh vực mà họ tham gia. Tháng 9 này, bạn sẽ chứng kiến một bước tiến vượt bậc trong tài chính của mình, mở ra nhiều cơ hội mới và đem lại những thành tựu ấn tượng. Đặc biệt, tháng này không chỉ mang đến sự gia tăng về thu nhập mà còn là thời điểm quan trọng để bạn thể hiện hết khả năng của mình. Công việc trong tháng 9 hứa hẹn sẽ trôi chảy và thành công nhờ vào những cơ hội mới mà bạn sẽ nhận được. Những kỹ năng và tài năng vốn có của bạn sẽ được phát huy tối đa, giúp bạn nổi bật giữa đám đông và thu hút sự chú ý của cấp trên. Đó là lúc bạn có thể chứng minh giá trị của mình và nhận được sự công nhận xứng đáng. Sự hỗ trợ từ quý nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp của bạn, tạo điều kiện thuận lợi để bạn tiến bước và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tháng 9 còn mở ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn, đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu tài chính của mình. Những lựa chọn đầu tư này có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu bạn biết cách tận dụng và đưa ra quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tài chính, bạn nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cam kết vào bất kỳ cơ hội nào. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về các phương án đầu tư, đánh giá rủi ro và lợi ích một cách khách quan để đưa ra lựa chọn thông minh. Trong cuộc sống cá nhân, sự gia tăng thu nhập và thành công trong công việc sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn và tạo ra những cơ hội mới để cải thiện chất lượng cuộc sống. Bạn có thể đầu tư vào những sở thích cá nhân, cải thiện không gian sống hoặc dành thời gian cho các hoạt động mà bạn yêu thích. Những bước tiến này không chỉ mang lại sự hài lòng cá nhân mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bạn. Cuối cùng, tháng 9 là thời điểm lý tưởng để bạn tập trung vào việc phát triển bản thân và mở rộng mối quan hệ. Sự tương tác tích cực với những người xung quanh sẽ không chỉ giúp bạn học hỏi thêm nhiều điều mới mà còn tạo ra những cơ hội hợp tác có lợi trong tương lai. Hãy chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội, mở rộng mạng lưới quan hệ và đón nhận mọi cơ hội mà cuộc sống mang lại. Tóm lại, tháng 9 sẽ là một khoảng thời gian đầy hứa hẹn đối với người tuổi Mão. Hãy tận dụng tối đa cơ hội để phát triển sự nghiệp và tài chính, đồng thời không quên chăm sóc cho bản thân và duy trì các mối quan hệ tích cực. Thành công và thịnh vượng đang chờ đón bạn. Tháng 9 năm 2024 âm lịch mang đến cho người tuổi Mão một khoảng thời gian tích cực và nhiều hứa hẹn. Với sự che chở của các sao tốt, mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Các cơ hội mới sẽ xuất hiện, giúp bạn đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa vận may này, bạn cần duy trì sự tỉnh táo và có kế hoạch hợp lý. Tháng này, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có nhiều tiến triển thuận lợi nhờ vào sự xuất hiện của các sao tốt trong tử vi. Với sự hỗ trợ từ quý nhân, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Điều này không chỉ giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng mà còn mở ra cơ hội mới để phát triển. Bản mệnh sẽ thấy công việc trở nên dễ dàng hơn với những thành tựu đáng kể. Dù vẫn có thể gặp phải một số thách thức nhỏ, nhưng bạn hoàn toàn có khả năng xử lý chúng bằng sự khéo léo và thông minh. Hãy duy trì sự tập trung và đam mê để biến những cơ hội này thành thành công thực sự. Về mặt tài chính, tháng 9 là thời điểm đáng mừng với những dấu hiệu tích cực trong việc quản lý tiền bạc. Bạn sẽ thấy các hoạt động kinh doanh và đầu tư của mình bắt đầu thu được kết quả tốt đẹp. Những khoản thu nhập mới và các cơ hội tài chính hấp dẫn sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, cần chú ý quản lý chi tiêu một cách thông minh, lập kế hoạch ngân sách để tránh các khoản chi tiêu không cần thiết. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để xem xét các cơ hội đầu tư mới, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các bước nghiên cứu và đánh giá cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Trong lĩnh vực tình cảm, tháng 9 mang đến nhiều niềm vui và cơ hội mới cho người tuổi Mão. Các mối quan hệ hiện tại sẽ có xu hướng tiến triển theo chiều hướng tích cực, với nhiều cơ hội để làm sâu sắc thêm tình cảm và kết nối với người yêu. Đối với người độc thân, tháng này có thể mở ra những cơ hội gặp gỡ mới và tạo dựng các mối quan hệ hứa hẹn. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người mới và có thể tìm thấy một nửa của mình. Hãy chủ động hơn trong việc giao lưu và tham gia các hoạt động xã hội để tận dụng cơ hội tình cảm này. Sức khỏe của người tuổi Mão trong tháng này có xu hướng ổn định nhờ vào sự duy trì tinh thần lạc quan và tinh thần thư giãn. Tuy nhiên, do khối lượng công việc có thể gia tăng, bạn cần chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.
đừng quên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn và có thời gian thư giãn để giảm bớt căng thẳng. Dù không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bạn vẫn nên cảnh giác với những sự cố bất ngờ có thể xảy ra, như tai nạn nhỏ hoặc cảm giác mệt mỏi không mong muốn. Hãy chăm sóc bản thân một cách toàn diện để duy trì sức khỏe tốt nhất. Về tử vi tuổi Ất Mão, mệnh thủy, tài chính và sự nghiệp có nhiều tiến triển đáng kể. Bạn có thể tận dụng các cơ hội mới để tăng cường thành công và sự thịnh vượng. Về tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, quý nhân sẽ đồng hành, giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được những mục tiêu quan trọng trong công việc với sự hỗ trợ đáng giá. Về tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, các hoạt động buôn bán và đầu tư sẽ mang lại kết quả tích cực, nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định để đảm bảo lợi nhuận. Về tử vi tuổi Tân Mão, mệnh mộc, những cơ hội tình cảm mới sẽ xuất hiện, giúp bạn phát triển mối quan hệ và có thể tìm thấy tình yêu đích thực. Về tử vi tuổi Quý Mão, mệnh kim, cần duy trì sức khỏe bằng cách chú ý đến chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt, đồng thời giảm thiểu căng thẳng để có sự ổn định về thể chất và tinh thần. Con giáp thứ 3, trong số 4 con giáp có vận trình may mắn nhất tháng 9 âm lịch này, không thể thiếu, đó là con giáp tuổi Ngọ. Khi bước vào tháng 9, người tuổi Ngọ sẽ chứng kiến một giai đoạn đáng chú ý với nhiều thay đổi tích cực trong tài chính của mình. Đây là thời điểm bạn có cơ hội lớn để tạo ra những bước tiến ấn tượng trong việc tích lũy của cải và tăng cường sự ổn định về mặt tài chính. Sự xuất hiện của các cơ hội đầu tư mới cùng với khả năng quản lý tài sản ngày càng tốt hơn sẽ giúp bạn không chỉ bảo vệ mà còn gia tăng tài sản của mình một cách đáng kể. Tháng này, tài chính của bạn sẽ có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Các khoản đầu tư của bạn có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn dự kiến nhờ vào sự nhạy bén và khả năng phân tích tốt của bạn. Hãy chú ý đến những cơ hội xuất hiện bất ngờ trong các lĩnh vực đầu tư và tài chính vì chúng có thể là những mảnh ghép quan trọng giúp bạn xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc. Đồng thời, việc quản lý tài chính cá nhân cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn với sự hỗ trợ của những công cụ và phương pháp mới mà bạn áp dụng. Công việc của người tuổi Ngọ trong tháng 9 cũng sẽ có sự phát triển tích cực. Mặc dù mức thu nhập từ công việc chính sẽ không có sự thay đổi đột phá, nhưng sự ổn định và tăng trưởng dần dần sẽ giúp bạn củng cố nền tảng tài chính. Bạn sẽ cảm nhận được sự hài lòng khi thấy những nỗ lực của mình được đền đáp, và điều này sẽ tạo động lực để bạn tiếp tục phấn đấu và cải thiện kỹ năng nghề nghiệp của mình. Hãy tận dụng thời gian này để xây dựng các mối quan hệ chuyên nghiệp và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Dù có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và tài chính, bạn vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra các quyết định quan trọng. Đừng để những cám dỗ ngắn hạn làm bạn quên đi những mục tiêu dài hạn của mình. Hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính nếu cần thiết và luôn đảm bảo rằng các quyết định của bạn được dựa trên phân tích cẩn thận và thông tin đầy đủ. Trong cuộc sống cá nhân, tháng 9 là thời điểm tốt để người tuổi Ngọ mở rộng các mối quan hệ xã hội và khám phá những cơ hội mới. Đối với những ai còn độc thân, đây là khoảng thời gian lý tưởng để bạn gặp gỡ và kết nối với những người mới, có thể mở ra cơ hội cho những mối quan hệ lãng mạn và trải nghiệm mới mẻ. Hãy cởi mở và chủ động hơn trong việc giao tiếp. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng những mối quan hệ đáng giá và tạo ra niềm vui trong cuộc sống. Tóm lại, tháng 9 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội tích cực cho người tuổi Ngọ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và sự nghiệp. Hãy tận dụng tốt những cơ hội này để nâng cao sự ổn định tài chính và phát triển các mối quan hệ cá nhân. Sự chú ý và cẩn trọng trong các quyết định quan trọng sẽ giúp bạn duy trì sự phát triển bền vững và đạt được những mục tiêu dài hạn. Tháng 9 năm 2024 âm lịch mang đến cho tuổi Ngọ một bức tranh tươi sáng với những cơ hội mới mẻ và triển vọng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Vận may đang dần cải thiện và đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện những kế hoạch lớn hoặc triển khai các dự định đã ấp ủ từ lâu. Tháng này, công việc của bạn sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Sự tự tin và quyết đoán sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Những cơ hội vàng có thể xuất hiện bất ngờ, vì vậy đừng ngần ngại đề xuất ý tưởng và kế hoạch của mình. Khả năng sáng tạo và tinh thần cầu tiến của bạn sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải duy trì sự tập trung và kiên nhẫn, nhất là khi đối mặt với các nhiệm vụ phức tạp hoặc những tình huống căng thẳng. Sự hỗ trợ từ cấp trên và đồng nghiệp sẽ là động lực lớn cho bạn trong tháng này. Tài chính tháng này có xu hướng chuyển biến tích cực, bạn có thể cảm nhận rõ rệt sự cải thiện trong thu nhập. Đây là thời điểm tốt để bạn cân nhắc đầu tư vào các lĩnh vực mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh. Mặc dù cơ hội có vẻ sáng sủa, nhưng hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và lý trí. Đừng để những lời hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng đánh lừa bạn.
Lập kế hoạch tài chính cẩn thận và kiểm soát rủi ro sẽ là yếu tố quyết định giúp bạn đạt được sự ổn định và tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Hãy chắc chắn rằng mọi khoản đầu tư đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và có tính toán hợp lý. Về mặt tình cảm, tháng này có thể mang lại cho bạn nhiều niềm vui và sự hạnh phúc. Quan hệ tình cảm của bạn sẽ có những bước tiến đáng kể, với sự gắn bó và thấu hiểu ngày càng sâu sắc giữa bạn và người yêu. Nếu bạn còn độc thân, thời điểm này có thể mở ra nhiều cơ hội mới để gặp gỡ và làm quen với người phù hợp. Sự chủ động và cởi mở trong giao tiếp sẽ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn và sự chân thành là yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển tình cảm lâu dài. Về sức khỏe, tháng này bạn sẽ không gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, bạn nên chú ý đến việc phòng ngừa chấn thương và tránh tiếp xúc với các vật sắc nhọn. Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và hợp lý, kết hợp với việc luyện tập thể dục đều đặn, sẽ giúp bạn giữ được cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, tránh làm việc quá sức để giữ gìn sức khỏe lâu dài. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, tháng này bạn sẽ nhận được sự khuyến khích mạnh mẽ để tự tin hơn với các kế hoạch và hành động hiện tại. Đây là thời điểm tốt để bạn tiến hành những việc quan trọng với sự tin tưởng vào khả năng của mình. Về tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, bạn sẽ cảm thấy tập trung và có thể dễ dàng vượt qua nhiều thử thách khác nhau trong công việc. Sự kiên trì và nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, cần chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính cẩn thận và kiểm soát rủi ro trong các khoản đầu tư. Đây là thời điểm để bạn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Về tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, mối quan hệ tình cảm của bạn sẽ rất ổn định và hài hòa, với sự thấu hiểu và hỗ trợ từ nửa kia. Đây là thời điểm tuyệt vời để củng cố và phát triển mối quan hệ hiện tại. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, để bảo vệ sức khỏe tốt nhất, bạn cần duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống đầy đủ, đồng thời tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn và tạo điều kiện cho cơ thể nghỉ ngơi. Con giáp cuối cùng trong số 4 con giáp có vận trình may mắn nhất tháng 9 âm lịch này, không thể không nhắc đến, đó là con giáp tuổi Hợi. Tháng 9 mở ra một giai đoạn đầy triển vọng cho người tuổi Hợi, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội tích cực và sự cải thiện rõ rệt trong nhiều lĩnh vực. Sau một thời gian đối mặt với những khó khăn và thử thách, tháng này chính là lúc bạn cảm nhận sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Những rắc rối trước đây dần được tháo gỡ và bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, cho phép bạn nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ mới mẻ và tươi sáng hơn. Trong tháng này, tinh thần kiên cường và dũng cảm của bạn sẽ được phát huy mạnh mẽ. Người tuổi Hợi vốn nổi bật với khả năng đối mặt và vượt qua thử thách một cách quyết đoán, và tháng này không phải là ngoại lệ. Sự hỗ trợ từ những quý nhân sẽ giúp bạn có thêm sự tự tin và động lực để tiếp tục phát triển sự nghiệp mà không phải lo lắng quá nhiều về các vấn đề thường gặp. Những cản trở trước đây sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho những cơ hội mới và sự thuận lợi trong công việc. Về mặt tài chính, tháng 9 mang lại nhiều dấu hiệu khả quan cho người tuổi Hợi. Đây là thời điểm mà bạn có khả năng nổi bật và tỏa sáng nhờ vào sự thể hiện xuất sắc trong công việc và các dự án đầu tư. Vận may tài chính của bạn sẽ có sự khởi sắc rõ rệt, với khả năng gặt hái thành công lớn từ các khoản đầu tư hoặc các hoạt động kinh doanh. Những đóng góp xuất sắc tại nơi làm việc cũng sẽ được ghi nhận, giúp bạn nhận được các khoản thưởng và phúc lợi hậu hĩnh. Ngoài việc đạt được thành công trong việc kiếm tiền, người tuổi Hợi còn chứng tỏ mình là những nhà điều hành tài chính khéo léo. Bạn có khả năng quản lý tiền bạc một cách thông minh, từ đó dễ dàng tích lũy và xây dựng một khối tài sản vững chắc cho tương lai. Sự ổn định và bền vững trong tài chính sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong các kế hoạch lâu dài. Cuối cùng, tháng 9 là thời điểm để bạn nắm bắt và tận dụng những cơ hội vàng đang đến gần. Đừng ngần ngại để khám phá và thử sức với những dự án mới, vì chúng có thể mang lại những lợi ích lớn cho bạn. Sự cẩn trọng trong các quyết định tài chính và công việc sẽ giúp bạn duy trì sự phát triển bền vững và đạt được những mục tiêu dài hạn. Tóm lại, tháng 9 mang đến cho người tuổi Hợi một cơ hội tuyệt vời để cải thiện tình hình tài chính, đạt được thành công trong sự nghiệp và xây dựng một tương lai vững chắc. Hãy tận dụng tốt những cơ hội này, duy trì sự kiên cường và thông minh trong các quyết định của mình để đạt được những thành tựu đáng kể. Bước vào tháng 9 năm 2024 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ trải qua một giai đoạn khá thuận lợi, với nhiều cơ hội mở ra và vận khí có phần cải thiện. Tháng này, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự hỗ trợ từ các yếu tố bên ngoài, giúp bạn vượt qua những khó khăn và tận hưởng những thành quả tích cực. Dù không phải là thời điểm dễ dàng để hoàn toàn thư giãn, nhưng bạn sẽ thấy rằng những nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng. Tháng này,
sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội phát triển và thể hiện bản thân. Những thử thách trước đây sẽ dần được giải quyết, mở ra nhiều khả năng mới cho bạn trong công việc. Sự tín nhiệm từ cấp trên sẽ gia tăng và bạn sẽ được giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình hơn, nhưng đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Để thành công, bạn cần duy trì sự kiên trì và chuẩn bị tinh thần vững vàng. Những ai kiên nhẫn và chăm chỉ sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp, trong khi những người không nỗ lực có thể gặp phải thất bại. Trong lĩnh vực tài chính, tháng này sẽ mang đến nhiều dấu hiệu tích cực. Bạn có thể sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong thu nhập và tài lộc. Việc ký kết hợp đồng và các giao dịch lớn sẽ diễn ra thuận lợi, mang lại lợi ích tài chính cho bạn. Người kinh doanh sẽ đặc biệt gặp thời, với các cơ hội mở rộng kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải giữ vững sự cẩn trọng trong việc quản lý tài chính và tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm. Sự may mắn trong tài chính sẽ giúp bạn có thêm động lực và sự tự tin để thực hiện các kế hoạch lớn. Về mặt tình cảm, tháng này hứa hẹn mang lại những mối quan hệ ấm áp và hài hòa. Đối với những người đã có đôi, mối quan hệ với bạn đời sẽ trở nên bền chặt hơn và những khoảnh khắc bên nhau sẽ trở nên đặc biệt hơn. Sự hiểu biết và đồng cảm giữa hai người sẽ gia tăng, tạo nên một môi trường yêu thương và ổn định. Đối với những người độc thân, tháng này là thời điểm tốt để mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm tình yêu. Bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ các mối quan hệ mới, mang lại cho bạn nhiều niềm vui và sự thỏa mãn trong tình cảm. Sức khỏe của người tuổi Hợi trong tháng này duy trì ở mức ổn định. Dù công việc và cuộc sống có thể đôi khi gây ra căng thẳng, bạn sẽ biết cách quản lý và giải tỏa áp lực một cách hiệu quả. Bạn nên chú trọng đến việc duy trì lối sống lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý để giữ sức khỏe tốt nhất. Các triệu chứng khó chịu như mệt mỏi hay căng thẳng có thể được khắc phục nhanh chóng nếu bạn chăm sóc bản thân đúng cách. Việc chú trọng đến sức khỏe không chỉ giúp bạn duy trì phong độ tốt trong công việc mà còn mang lại sự cân bằng trong cuộc sống. Về tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, được cấp trên giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng, bạn cần tập trung và thể hiện năng lực tốt nhất để đạt được thành công. Về tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, tài chính có nhiều dấu hiệu tích cực, việc kiếm tiền dễ dàng hơn, nhưng hãy quản lý cẩn thận để tránh rủi ro không cần thiết. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân qua các giao dịch và hợp tác làm ăn suôn sẻ, hãy tận dụng tốt thời cơ. Về tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh kim, mối quan hệ tình cảm hài hòa và ổn định, tình yêu sẽ trở nên ấm áp hơn, mang lại niềm vui và sự hài lòng. Về tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, dù tài lộc tốt, hãy tỉnh táo và không để lợi nhuận tạm thời khiến bạn đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ. Trên đây là 4 con giáp có vận trình hanh thông nhất tháng 9 âm lịch. Chúc bạn có một tháng 9 âm lịch an khang, thịnh vượng và tràn đầy niềm vui. Nếu bạn chưa đăng ký kênh Ngẫm Tâm An, hãy nhấn vào nút đăng ký và bật biểu tượng chuông thông báo ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về tử vi và phong thủy trong tương lai. Hàng tuần, chúng tôi sẽ cập nhật những dự báo mới nhất và những lời khuyên chân thành nhất để giúp bạn điều chỉnh cuộc sống của mình sao cho hài hòa và thịnh vượng hơn. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè, người thân hoặc những người bạn nghĩ rằng họ cũng sẽ được hưởng lợi từ những lời khuyên phong thủy này. Sự chia sẻ của bạn không chỉ giúp họ tìm thấy những giá trị tích cực mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, nơi mà chúng ta cùng nhau phát triển và thăng hoa trong cuộc sống. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, kiên định với con đường bạn đã chọn và nhớ rằng vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn. Bạn chính là người có khả năng tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi video này. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Tâm An. Xin chào và hẹn gặp lại.